cái đánh violon lông cái. Nhưng mà cho xin một tí lời nhưng đúng không? Nhưng đủ á. Xin tí lời đi, em thuộc không? Ồ, chị em thuộc à? Em tự như hoa trong ánh nắng ban mai, làm bao chàng trai phải ngây ngất ngóng theo. Em đang nơi nào, nơi nào mái trên cao, làm cho lòng anh ở bên dưới khát khao. Dẫu biết giấc mộng mà vẫn như giấc mộng, từng đêm lẻ loi ôm nỗi nhớ vẫn vờ. Dẫu vẫn biết chàng rời sẽ chẳng đoái hoài, mà sao lòng anh vẫn cứ thương, vẫn cứ vui đời chờ. Người hỡi em không nhận ra, nhiều đêm cứ nghe thầm thương mong bóng anh. Chờ anh đến trong những giấc mơ, trao nụ hôn cùng những đóa hồng. Hãy sẽ giữ mãi tình em chỉ chờ cho riêng anh thôi, và sẽ yêu em mà thôi. Đừng mang những điều tương tư cho em hình bóng anh. Để chờ anh đến trong những giấc mơ, trao nụ hôn cùng những đóa hồng. Lấy đi, hãy lấy đi. Khó chưa? Ôi trời ơi, không đủ rồi, tôi xin chị lại đây. Mình hát với nhau bằng đầu dễ hơn này. Công hạnh phúc nè. Em xử như hoa trong ánh nắng ban mai, làm bao chàng trai phải ngây ngất ngóng theo. Em đang nơi nào, nơi nào mãi trên cao, làm cho lòng anh ở bên dưới khát khao. Dẫu biết giấc mộng mà vẫn như giấc mộng, từng đêm lẻ loi ôm nỗi nhớ vẫn vờ. Dẫu vẫn biết rằng người sẽ chẳng đoái hoài, mà sao lòng anh vẫn cứ thương, vẫn cứ vui đợi chờ. Tay đâu đưa tay cao lên nào. Trái phải, trái phải, trái phải, trái phải. Để chờ anh đến trong những giấc mơ, trao nụ hôn cùng những đóa hồng. Anh sẽ mãi mãi tình em chỉ trao cho riêng em thôi, và sẽ yêu em mà thôi. Tình đang chờ thương bao đêm hay bóng mai, làm cho em yêu hơn đã yêu. Hỡi người yêu, hãy hứa với tình yêu. Bây giờ mà khó quá trên taxi luôn nè. Đúng rồi, taxi tôi thuộc hơn. Tại vì taxi hồi xưa hay đi diễn, còn bài này chưa bao giờ diễn sân khấu luôn. Thật sự như vậy, chỉ có Thu xong rồi qua bên Hồng qua bên Hồng Kông quay xong thì thôi đó, chứ chưa bao giờ. Chiếc thuyền nan hả? Ô, bài gì chị cũng hát được hết mà. Taxi chứ được không? Nhá. Anh Kiệt luôn hả? Chị bao show của hôm nay của WePro bài nào cũng hát được hết được không? Tí có cần về em của ngày hôm qua không? Yay! Đây là dưới nhiều người hát được lắm nè. Anh không cần em để cho mắt môi em buồn, để những phút hờn ghen nằm trong trái tim em. Anh không cần em vì nay có ai kia rồi, chỉ có bóng hình em gặm nhấm nỗi đơn côi. Taxi, hãy đưa tôi đến nơi không còn buồn, hãy đưa tôi đến nơi không còn sầu và nhiều đau khổ như tình yêu mà người ta vẫn thương mà. Về đâu người hỡi taxi, về đâu bây giờ, về đâu để thấy chúng ta vẫn mãi như ngày xưa. Về đâu để thấy chiếc hôn còn luôn bên mình, về đâu để có những khi anh đã vui cùng em. Đêm nay mưa rơi trên đôi kính sẽ làm cho lòng em thêm bao yêu thương nhớ đến anh, nhưng mà anh đâu cần vì xưa thương ta vẫn. Cho dù bất cứ đâu, ngày mai giờ này chỉ có taxi mình em. Sẽ không còn yêu, không còn thương, không còn thương vấn. Những chiếc taxi xin mang đêm cứ đổi như trong vòng. Bánh xe càng nhanh, lòng càng nhanh, lòng em càng buồn. Biết phải làm sao khi cô đơn trên taxi ngồi. Anh không cần em để cho mắt môi em buồn, để những phút hờn ghen nằm trong trái tim em. Anh không cần em vì nay có ai kia rồi, để có bóng hình em gặm nhấm nỗi đơn côi. Taxi, hãy đưa tôi đến nơi
đưa tôi đến nơi không còn sợ. Và nhiều đau khổ như tình yêu mà người ta vẫn thương mê. Về đông về hơi bác sĩ. Đi đâu để thấy chỉ mong còn mình bên mình. Về đâu để có những khi anh đã vui cùng em. Chỉ có bác sĩ mình em. Yeah. Bài đó hit đó, bài đó hit. Tôi xin tin à. Lúc đầu như nào nhỉ? Cho anh hồn nhiên, cho anh mộng mơ, cho anh cười. Là tôi xin tin. Cho anh hồn nhiên, cho anh mộng mơ, cho anh khóc. Cho anh mộng mơ, anh không sâu. Là tôi xin tin. Em hãy nhớ hơn anh hãy. Em là hương, là hoa cho em thắm hương. Em bước qua, dịu dàng cho anh nắm nhìn hôn anh say. Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết. Tình tan vỡ mau quên nhau thì hơn. Ngàn lời anh nói suốt kiếp mãi mãi. Chỉ yêu mỗi em nay em phải quên. Người ơi vì sao, vì sao, vì sao thế. Một cái tông khác hẳn. Đúng tông này không vậy? Thật sự. Thôi phần này mọi người sẽ hát phụ cho mình anh. Tại vì thực sự là bài này đã quá lâu rồi, rất là nhiều năm rồi. Cho nên là nếu mà hát lại mà nhỡ mà sai lời thì nó sẽ không được hay lắm đâu. Mọi người sẽ hát phụ nhé. Đành thế cho nhau một lời cuối. Ôi bè luôn. Vì lối đi này chia hai nẻo đường. Sáng nay quanh ta một mình ta, cố bước qua nhanh trên con phố. Không muốn ai thấy em buồn. Hay quá. Đành thế cho nhau một lời cuối. Vì đã yêu anh hứa sẽ yêu em yêu say đắm, sao trái tim nay vụn vỡ. Còn gì nhau người hỡi chia tay là hết. Tình tan vỡ mau quên nhau thì hơn. Ngàn lời anh nói suốt kiếp mãi mãi. Chỉ yêu mỗi em nay em phải quên. Người ơi vì sao, vì sao, vì sao thế. Trái tim của anh đành mang hình bóng khác. Em muốn trái anh nhưng không đợi. Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết. Vì mới hay tim em còn yêu tình kia say đắm. Chỉ riêng có em yêu anh mà thôi. Người đi vì ai, vì ai, vì ai thế. Đến bây giờ anh về đây. Hôm nay học FC Ân Hưởng Phúc, HAT Phạm Quỳnh Anh, Quy Boy, Anh Kiệt, Sơn Tùng MTV à? Thọ. Em là chị nghĩ là em danh vọng lắm này. Em muốn nổi tiếng lắm này. Hả? Hả? Không tắt. Em qua đây. Bây giờ mà tắt nữa thì chị đi về luôn. Rồi. Bài nào của chị vậy em vẫn còn thuộc hết luôn. Bài gì? Bài nào cũng thuộc. Bài nào cũng thuộc. Bây giờ bài gì mọi người ơi? Nghe số đông đi.
yêu làm chi? Rồi chơi luôn. Yêu làm chi được không? Hãy tôi hạnh phúc mới đi nhá. Rồi bây giờ mình làm mới mới thì mình phải có hạnh phúc mới chứ. Thôi không? Khó, hơi khó. Mình có mấy chiếc ghế, khách mời cứ nghỉ chân. Một tí nữa khách mời đứng lên nhảy tiếp. Ok, hạnh phúc mới nhá. Chị hy vọng rằng là âm thanh sẽ ổn định. Em đừng làm thêm một nốt trầm nào nữa. Bây giờ ở dưới mình tắt đèn đi, mình chơi flash đi, cái đó nó mới vui á. Nhìn nó mới đẹp. Mọi người ơi, được không? Mở đèn flash được không? Xong rồi cái mình tắt đèn kia được không? Wow, nhìn này rất đẹp này.
thì vẫn như con anh cùng em chung lối. Em ước rằng chốn xa xôi anh được yên vui. Hey, xin cảm ơn. Cảm ơn Thọ, thank you. Người dưng ngược lối hả? Bây giờ hát bài của Only See Lô Hoàng đi. Đếm ngày xem đúng không? Yeah! Ủa thử thách, có cả thử thách của nghệ sĩ nữa mà. Em lên đi, chị ngồi chỗ em. Ơ kìa, là như nào? Ừ, đúng rồi đó. Hôm nay bởi vì là ngày của chị Phạm Quỳnh Anh cho nên là em muốn hát với chị một bài. Bài gì? À, thật không muốn nằm bất công với em. Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt tràn theo từng gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Thử thách dành cho em đấy. Biển rộng đất trường chỉ có em không biết bài này. Thì dòng ngân hà mình cũng qua, biển không biên giới như tình. Còn yêu nhau. Em tính thử thách chị hả? Em chỉ muốn hát cùng với thần tượng. Ok thôi, ok ok. Được không? Bài đó được không? Cái gì mà muốn yêu ai nhiều? Ai vậy? Ai mới ai mới hát vậy? Sao nào, bây giờ okay. Em muốn hát bài gì? Bài đấy đi ạ. Ok, ban nhạc ơi, thật là máu nha. Bài đấy rock đấy, dã man lắm. Mà sao hôm nay mọi người cứ thử thách mình nhở? Ngày của chị. Chuyển thành ba lát luôn, kinh khủng không? Anh chào em, không một ai khác. Oh, oh, oh. Nếu anh còn yêu em, cớ sao lại vui đùa? Thêm bao nhiêu nhân duyên bên bao tình nhân khác, không nhớ em. Sao em lại nói ra câu nói vô tình cho đau lòng hơn? Anh bao lâu nay luôn chỉ thế thôi, giờ em không.
hạnh phúc, anh quỳ xuống chân chị nhá. Cuối bài phải quỳ xuống đấy. Nơi em đã dối lòng dành em chẳng đợi. Người ta đâu hay đâu biết rằng lòng em đã chết. Nhiều khi em cố gắng cười để anh thấy yên trong lòng. Thật ra thì em đang khóc thầm đằng sau những nụ cười kia. Thì thôi anh nhé, không còn tin, không còn yêu, không còn ai muốn yêu ai nhiều. Hãy tin anh mà. Đừng chia tay nhé, anh về đi, bao tình nhân đang chờ anh, nhớ mong anh kia. Nói ra vì sao em không nghĩ lại phút giây ngày hôm qua ta vẫn yêu. Thì thôi anh nhé, không còn. Chia tay rồi người hỡi. Oh oh oh, mãi mãi. Oh oh, mãi mãi chia tay rồi. Chị Phạm Quỳnh Anh, okay. Hưng Hoàng Phúc, HAT là luôn nằm trong ký ức tuổi thơ của em. Thế giờ em quỳ đau không? Mới có một chân thôi chị. Giờ quỳ nốt chân này đi. Giờ anh đã hố. Có lẽ em hát á. Vẫn tìm một ngày mai, gió đã quá muộn màng. Sao không cứ tin lời anh hứa, để làm gì đã không còn ngại gì, hứa để trọn đời vẫn yêu em, vẫn tin được ngày mai em sẽ quay về với anh, về bên anh như những ngày xưa mình mãi mãi bên nhau. Thôi người ơi, người có nghe không, nói một lời thôi người ơi, người có nghe không, chị ơi hãy nói đi. Sao trả lời anh đi người ơi, người có nghe không, trả lời anh đi người ơi, người có nghe không người ơi, người tìm trả. Tim anh nhói đau, nhói đau thì đã sao, cũng cả như giấc mơ đau chỉ một lần mà mất nhau đêm mãi mãi. Hứa một lần nữa, cô hứa một lần nữa, cho anh nghe lời anh hứa.
để trọn đời vẫn hy vọng, vẫn tin một ngày mai người sẽ quay về với em, về bên em như những ngày xưa mình mãi mãi bên nhau. Đừng nói với anh rằng em nay đã không còn yêu anh như ngày xưa, lời anh đã hứa. Anh đổ lỗi cho em vậy sao? Đổ lỗi để làm gì? Quay trở lại như ngày đầu tiên. Em biết không? Yêu làm gì để lòng cảm thấy sao quá đớn đau? Biết đâu sẽ tốt hơn. Em đang đau rất đau mà anh nói nói thế sao? Chẳng lẽ anh muốn em phải đau nhiều hơn? Giờ anh đang rất đau, không biết phải làm sao. Làm sao đây để tốt cho cả hai? Giá như khi không quen biết nhau, nhiều cô đơn cũng đã sao. Thì giờ đây chắc ta sẽ không thế này đâu. Một lần này nữa thôi, xong rồi em hãy đi. Kể từ đây về sau, anh chắc không vì em nữa đâu. Hay quá! Ôi, nếu mà không nhờ mọi người chắc là không có nghĩ đến việc là sẽ hát lại bài này. Chị có được một lời nào? Em, chị sợ cái sóng kia yêu cầu bài gì thì chuẩn bị lời bài đó giùm chị nhé. Đừng nói với em rằng anh nay đã không còn yêu em như ngày xưa, nơi anh đã hứa. Em mãi trách anh mà làm chi, vì biết anh không muốn đâu. Tất cả lỗi lầm hôm nay đâu chỉ riêng mình. Giờ anh nói chính anh lại không muốn. Chẳng lẽ anh lại muốn thêm? Anh đổ lỗi cho em vậy sao? Đổ lỗi để làm gì? Cũng không quay trở lại như ngày đầu tiên. Em hiểu không? Em hiểu không? Yêu làm gì để lòng cảm thấy sao quá đớn đau dài? Biết đâu sẽ tốt hơn. Giờ em đang đau rất đau mà anh nỡ nói thế sao? Chẳng lẽ anh muốn em khổ đau nhiều hơn? Giờ anh cũng đang rất đau, không biết phải làm sao. Làm sao đây để tốt cho cả hai? Giá như là không quen biết nhau, dù cô đơn lắm để sao. Thì giờ đây chắc ta sẽ không thế này đâu. Một lần này nữa thôi, xong rồi em hãy đi. Kể từ nay về sau, anh chắc không phiền em nữa. Giờ em đang đau rất đau mà anh nỡ nói thế sao? Giờ em cũng đang rất đau, không biết phải làm sao. Làm sao đây để tốt cho cả hai? Giá như ta không quen biết nhau, dù cô đơn vẫn đã sao. Thì giờ đây chắc ta sẽ không thế này đâu. Một lần này nữa thôi, xong rồi em hãy đi. Kể từ nay về sau, anh chắc không phiền em nữa đâu. Một lần này nữa thôi, xong rồi em hãy đi. Kể từ nay về sau, anh chắc không phiền em. Em lên đây. Em hát chung với chị thôi nha, em hát bè với chị. Em không thuộc hả? Em không thuộc. Em không có tuổi thơ à? Em không thuộc lời. Em không thuộc lời đâu. Không thuộc lời thì đưa lời cho bạn. Ủa, thật ra em không có tuổi thơ rồi. Em có biết bài đấy không? Biết không? Em
Rồi ok. Yêu làm chi nhá. Không lưu luyến gì bao ngày qua, ngày duyên tình ta mất đi yêu thương lúc xưa. Xin tình yêu về ngón đời em, giống như khi xưa người đến. Cố bước thật nhiều, cố quên thật nhiều chuyện tình yêu của em và anh. Yêu đôi ta cho anh không mang dối gian, mà sao anh lại đã xua tan hai người để lệ ta sẽ ngang để tình anh đi xa đời em. Vì sao tình yêu đôi ta lại mang trái ngang, vì sao không yêu em không hiểu cho em để đời em hát ca để đời em mãi là niềm đau. Yo, yêu làm chi lên hoang bờ mình, cất bước ra đi trong lòng không lưu luyến gì. Bao ngày qua ngày duyên tình ta mất đi yêu thương lúc xưa. Xin tình yêu em về ngàn đời em, giống như khi xưa người đến. Cố bước thật nhiều, cố quên thật nhiều chuyện tình yêu của đôi ta và anh. Yêu làm chi lệ hoen bờ mi, cất bước ra đi trong lòng không lưu luyến gì. Bao ngày qua người duyên tình ta mất đi yêu thương lúc xưa. Xin tình yêu về ngang đời em, giống như khi xưa người đến. Cố bước thật nhiều, cố quên thật nhiều chuyện tình yêu của em và anh. Tình yêu trao cho anh không mang dối gian, mà sao anh lại đã xua tan hai người để tôi ta nghe dễ ngang để tình anh đi xa đời. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đúng không em? À, dạ, em cứ nói đi. Chị ơi, chị có nhớ là hồi nãy á, em có một nguyện vọng á chị? Là cái bài đó đó chị. Bài đó mà em nghĩ là với không khí rất là ấm cúng của buổi offline ngày hôm nay, với các bạn fan hâm mộ, là đặc biệt là những người bạn nghệ sĩ của chị nữa, thì chắc là giây phút này mình hát bài đó hợp rồi ha chị. À, nhưng mà trước khi mà hát bài hát này, thực ra thì Quỳnh cũng muốn chia sẻ một tí xíu nhá. Cái lý do mà bài hát này ra đời vào ngày mùng 5 tháng 7 năm 2015, phải không? Là cái MTP and Friends, cái chương trình của Sơn Tùng MTP, một cái buổi offline ngoài trời. Hôm ấy thì đúng là sinh nhật của Sơn Tùng MTP luôn, và Quỳnh Anh đã, thay vì tặng một món quà thông thường,
Quỳnh đã đặt hàng nhạc sĩ Vương Anh Tú để sáng tác ca khúc này dành tặng riêng cho Sơn Tùng MTV và chỉ hát một lần duy nhất trong ngày hôm đó mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì khi mà chương trình đưa ra một cái lời thử thách riêng với Quỳnh Anh á, thì Quỳnh Anh nghĩ rằng là bài hát này sẽ một lần nữa được hát lên và rất là có ý nghĩa khi ngày hôm nay cũng là sinh nhật của Quỳnh Anh. Và Quỳnh Anh mong rằng là bài hát này sẽ cùng với các nghệ sĩ đứng lên đây và sẽ hát chung để thay cho lời kết của chương trình này. Mọi người đồng ý không? Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin nhạc nào. Vượt qua nhé, có tôi với bạn chẳng có chi nặng nề.